Lyric video nổi tiếng của Taylor Swift được học viên Nice Life remake hoàn toàn bằng PowerPoint. Mình xin nhấn mạnh lại đây là bản remake làm lại từ video gốc của bài hát, nhưng để những khung cảnh chuyển động vốn làm bằng phần mềm kỹ xảo phức tạp nay được dựng lại 100% bằng PowerPoint thì chắc chắn tâm huyết và trình độ của người làm là không thể coi nhẹ. Chính bản thân mình cùng cả lớp khi lần đầu chiêm ngưỡng bài tốt nghiệp này của học viên Nice Life cũng không khỏi bất ngờ, xen lẫn cảm xúc dâng trào thăng hoa. Sẽ có nhiều bạn cho rằng tại sao phải khổ sở thiết kế bằng PowerPoint mà lại không dùng các phần mềm chuyên nghiệp khác. Đó là do chúng ta chưa tiếp xúc nhiều và chưa thực sự thấu hiểu sức mạnh tiềm ẩn của PowerPoint. Với phiên bản PowerPoint 365 mới nhất hiện nay, chúng ta đã sở hữu khả năng sáng tạo animation không giới hạn kết hợp với bí quyết thiết lập và làm chủ chuỗi chuyển động phức tạp chuyên sâu từ giao án cùng bộ công cụ Nice Life ưu việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tự tay xây dựng lên những video marketing, e-learning, lyric hay motion graphics hoạt hình đầy ấn tượng và đột phá. Hiện tại, Nice Life đã mở đăng ký khóa học PowerPoint hình thức offline đào tạo trực tiếp. Mong cả nhà có thể tham khảo lịch học gần nhất tại niceline.vn/hanoi để khai phá toàn bộ sức mạnh vượt trội của PowerPoint. Nếu chúng ta đang ở tỉnh thành khác hoặc chưa thể học tại lớp trực tiếp, mọi người có thể tham khảo khóa học PowerPoint online toàn diện tại niceline.com để lĩnh hội những kiến thức tinh hoa nhất từ Nice Life.